Ngày 30 tháng 6, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã ký quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở bờ sông Hậu, đoạn qua thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hai đoạn sạt lở bờ sông Hậu, đoạn qua thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, thuộc khu vực triển khai thực hiện dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu. Đoạn sạt lở thứ nhất có chiều dài 300m, từ cửa hàng vật liệu xây dựng 195 Long Xuyên đến nhà máy xay xát gạo Phương Đông, tiếp giáp với điểm cuối của công trình kè xử lý sạt lở năm 2021 về hạ nguồn. Đoạn sạt lở thứ hai có chiều dài 500m, từ trung tâm y tế huyện Châu Phú đến khu vực bệnh viện tư nhân Huỳnh Trung Dũng. Sạt lở diễn biến phức tạp nhất vào ngày 27 tháng 4 vừa qua tại tổ 15-16, khóm Vĩnh Thuận, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, với chiều dài khoảng 200m sạt lở, làm sụp hai sàn bê tông, mái tôn sau kho, khung tiền chế và hai hộ nguy cơ ảnh hưởng cần di dời khẩn cấp. Hồi lúc mà nó sụp đó nghe, trời ơi, lúc bình nó quặn gì nè, nó quặn như cái quặn vậy đó. Cái ngày 27-28 á, là tôi nó sụp 12 giờ trưa mà, chứ đâu phải ban đêm. Nó rồi biết bước ra thấy vậy đó, rồi thôi giờ tôi biết nói sao giờ. Tôi nói thiệt cái chú, cái ngày mà nó đang sụp đó ha, là tôi muốn đứng tim luôn á. Tại mình chứng kiến mà nó sụp nó làm kịch cái ầm, kịch cái làm cái ầm xuống vậy đó. Ngày 23 tháng 6 vừa qua, các ngành chức năng tỉnh An Giang đã khảo sát, kết quả cụ thể như sau. Đoạn thứ nhất được khảo sát sạt lở với chiều dài 300m. Khu vực sạt lở có 4 cơ sở sản xuất, kinh doanh, lúa gạo, phân bón, xăng dầu, vật liệu xây dựng, với 100 lao động. Có 54 hộ dân với 227 nhân khẩu chưa có nơi bố trí di dời. Hiện vị trí sạt lở cách quốc lộ 91 khoảng 30m. Đoạn sạt lở thứ hai có chiều dài 500m. Khu vực sạt lở có 50 hộ với 210 nhân khẩu chưa có nơi bố trí di dời. Hiện vị trí sạt lở cách quốc lộ 91 khoảng 2m.